Chào mừng các bạn đến với chương trình review máy Mỹ Đế. Một dòng bên tay phải Duy là middle end, dòng bên tay trái Duy là high end. Rồi chào mừng các bạn đến với chương trình review máy Mỹ Đế mà chỉ có THOL mới có thôi, mà cho khác không thể nào có được. Đây, trên màn hình các bạn thấy đó là hai chiếc ghế adjustable pants. Một dòng bên tay phải Duy là middle end, dòng bên tay trái Duy là high end. 18 cũ, 26 cũ. Thôi đi này về trước đi. Nè, thép thiết đồ. Nắng nắng rồi. Thép này xịn hơn ba ơi. Này xịn hơn, này yếu yếu hơn, này nhìn nó yếu yếu hơn. Nhìn nó yếu thôi. Nhìn nó yếu thôi chứ cái độ thẩm mỹ của thằng này á, thằng này hơn. Thằng này đương nhiên không bằng rồi. Thấy không? Còn về độ an toàn á thì không nói nữa, nó như nhau thôi. Thì chúng ta nhìn nè. Bây giờ chúng ta chỉnh ra vị trí cao nhất của cái ghế. Đó, chúng ta chỉnh vào vị trí cao nhất của cái ghế. Thì các bạn nhìn á là ở đây lên được một nấc nữa, nhưng mà thôi về là hết cỡ rồi. Thằng này lên được không? Thằng này lên nấc cuối cùng được không? Được. Thằng này lên nấc cuối cùng được. Tại vì cái cơ chế mà chỉnh adjustable nó khác nhau nha các bạn. Cái cơ chế nó khác nhau. Mà nhìn cái cơ chế thằng này nè, chắc chắn bà cố luôn là thép. Nó nguyên khối. Nó nguyên khối khối bạn. Đó, xong rồi nó chấn chốt dưới đây. Đó không? Rất là chắc chắn. Này ok. Thép nguyên khối nha. Rồi thằng này cũng chắc chứ không phải thằng này không chắc. Nhưng mà thằng này á, cái cơ chế chỉnh của nó vậy là nó không lên được nó cao nhất. Mà nó chỉ vòng vòng dưới đây thôi. Thấp nhất thì nó xuống được. Đó. Còn thằng này. Thằng này nó nhiều hơn nha. Thằng này bao nhìn nè, 1 mức chỉnh, 2 mức chỉnh, 3 mức chỉnh, 4 mức chỉnh, 5 mức chỉnh, 6 mức chỉnh hết. Còn cái thằng khỉ này nhìn ở đây nè, 1 mức, 2 mức, 3 mức, 4 mức, 5 mức, 6 mức, 7 mức, 8 mức. Hơn được 2 mức. Đó, rồi chúng ta chỉnh được vị trí thấp nhất và vị trí cao nhất luôn. Rồi hạ xuống từ từ nó ra được. Tức là cái ghế của bạn cái biên độ nó sẽ nhiều hơn. Phải trượt tay mà chơi sóc vậy đó, mức cuối cùng thả cái đùng ta bây giờ tự vô luôn rồi. Ây da, mẹ hư ghế rồi. Chắc mẹ giỡn thiệt hả ta? Ê, review cái này chơi được chơi ngu hư ghế không? Ê, không chơi nha, đừng giận nha bạn. Vậy, đó. Huy có tách vậy mới được. Rồi, rút ra, sao hư được ma. Này, thành ghế phẳng. Đúng không? Thành ghế phẳng. Thường á, một cái phòng gym á, người ta mua ghế này thôi. Người ta không thèm mua ghế phẳng. Tại vì mua ghế này hăm 6 triệu đúng không? Thì cái ghế phẳng bèo bèo cũng 23-24. Thường nó là như vậy. Thì thôi tự nhiên tao mua chỉ hai ghế. Tao mua ghế thôi chứ. Ví dụ thằng kia nó vô tập ghế, nó tập cao thì nó nâng lên. Còn nọ tập ngang thì thả ra. Đó là cách mua máy để tiết kiệm. Còn THOL không có vậy nha. Chơi là chơi đủ. Chơi là phải quan điểm của Duy á. Là đặt khách hàng cho có sự tiện lợi nhất. Tiện lợi nhất. Tại vì sao cái bài tập phẳng nó bị dướng đây nè, nó khó chịu. Nó bị cái rảnh này khó chịu. Tại sao không ép khách hàng ta vậy? Thì giờ mua mẹ nó ghế thẳng đi cho tao tập ngực ngang. Rồi ghế này tập vai hay tập ngực trên. Nó thì mới là thể hiện chủ phòng nó có tâm. Nhưng mà nói thằng này cũng ha. Thằng này cái chỗ này điều chỉnh không có chỗ điều chỉnh nè ba. Cái chỗ này không có chỗ điều chỉnh. Nó bị lỗi lại. Rồi vậy có bị tuột không? Khả năng tuột chắc cũng hơi thấp vậy ha. Tại thấy đâu có gớt đâu. Không gớt được, nói chung mình cũng được. Còn này thì nó có chỗ chỉnh luôn. Nó chỗ chỉnh rất là dễ thương. Nè. Gắn vô, dễ thương. Nè. Nè. Còn nói về sơn. Thì cái này á nó như nha, nó cái thằng này á công nghệ sơn thua một chút mà. Thua không phải là thua gì nhiều giống như giờ tôi nói mẹ sơn nó phức tạp lắm. Thí dụ ăn phủ bao nhiêu lớp trong này. Thí dụ thằng này phủ 5 lớp. Thằng này phủ 8 lớp. Nó đại thôi. Nhưng mà ý nói á là nó khác nhau vậy đó. Khác nhau về nhiệt độ nữa. Thí dụ như này nó ép lên đâu độ cao quá trời cao luôn. Xong này ép độ vừa thôi. Ví dụ vậy. Nó nên cái sự tinh xảo về sơn, thằng này nó sẽ hơn. Thằng này đang công nghệ sơn nhám nha. Thằng này công nghệ sơn bóng. Đó, nên bạn nhìn đó thì bạn thấy được cái sự khác biệt của từng cái. Rồi về cái tại sao nó là rồ phong anh. Nó là rồ phong anh nè, chỗ này nè, thấy không? Cái tay cầm của nó nè. Còn thằng này đơn giản vậy thôi. Cái này rẻ tiền hơn mày.
đúng không? Ịnh cái sắt vô, quấn quấn vô xong sơn ra được rồi đó. Này thì nó khác. Rồi nói về cái chân. Chân này nhìn thấy ngầu hơn rồi đó. Thấy không? Cái chân này nhìn thấy thấy rồi phong banh hơn nè. Chân này vậy thì nhìn nó hơi thấp hơn một chút. Còn nói về độ nặng. Chắc khỏi quảng cáo ha. Độ nặng này thôi nói thiệt á, thằng này nặng hơn nhiều. Thằng này nhẹ hơn. Còn nói về kích thước. Thằng này bự hơn chút. Thằng này bự hơn chút. Thằng này nhỏ hơn chút. Còn nói về công dụng. Như nhau. Tập như nhau. Công dụng tập như nhau nha các bạn. Thử. Tập một trên. Ta crom nha các bạn. Ta nữa kêu ta crom. Cục là 10kg đó. Ok. Rồi qua anh đây. Coi nó có được cái cảm giác đó hay không. Đây, vô. Như nhau nha các bạn. Như nhau. Rồi, thôi nói tóm lại tôi khuyên bạn mua máy này cái ghế này đi. Để bán. Cái kia mắc đừng mua để mình tôi có được rồi. Không nói thiệt. Tại Duy Nguyễn là độc quyền Mỹ Đế 2M. Còn mấy bạn khác nằm trong THOL Gym Center Network á, thì middle end thôi. Middle end thôi, về lấy tiền phòng 500-600 ngàn tháng là vô tư. Wow. Nó middle end nó chỉ thua này thôi. Nhưng mà ra giang hồ nó vẫn ngạo nghễ, cốc cán nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip review và tôi tiếp tục tôi review một cặp nữa cho bạn thấy được sự khác biệt giữa high end và middle end. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Ho Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên đường tà thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Ah! 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 Ah!